Thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng của đợt 1 xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Chính vì vậy, các quận huyện đã tổng lực lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình để sàng lọc, phát hiện sớm mầm bệnh trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV tại quận Cẩm Lệ, địa phương vừa xuất hiện nhiều ca mắc mới trong những ngày gần đây. Tại phường Hòa Xuân, trong ngày hôm nay, 37 điểm xét nghiệm hộ gia đình được địa phương tổ chức bài bản ở 25 khu dân cư. Với việc phân chia thời gian xét nghiệm theo từng khung giờ, bố trí cán bộ đứng điểm, hỗ trợ sát khuẩn cho người lấy mẫu, quá trình xét nghiệm diễn ra trật tự, nghiêm túc. Người dân đều phải mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và duy trì khoảng cách an toàn để phòng chống dịch. Bắt đầu từ khi mà chủ trương ra, thì đối với lại phường đã phân công hết tất cả cán bộ đứng điểm của phường xuống trực tiếp các khu dân cư, chọn các địa điểm gọi là phù hợp nhất, đảm bảo được cái không gian để đảm bảo cho người dân là đến và an toàn trong cái công tác phòng chống dịch, và có chia những khung giờ nhất định cho từng tổ dân phố. 35 điểm thì buổi sáng nay thì 18 điểm thì chúng tôi phân công 18 đoàn viên thanh niên sẽ đứng bên cạnh cái người lấy mẫu để sát khuẩn cho người lấy mẫu đối với từng trường hợp để đảm bảo an toàn cho người dân và cũng tạo một cái tâm lý thoải mái cho người dân khi đến lấy mẫu tại cái địa bàn phường. Theo kế hoạch, trên địa bàn quận Cẩm Lệ dự kiến lấy 42.000 mẫu xét nghiệm hộ gia đình. Mỗi ngày, địa phương này xét nghiệm trung bình được khoảng 15.000 mẫu. Đồng thời, quận đang tích cực truy vết, đảm bảo không để bỏ sót các trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường, một trong những chuỗi lây nhiễm lớn trên địa bàn thành phố hiện nay, nhằm sớm bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Riêng công tác xét nghiệm thì chúng tôi cho rằng đây là một trong những cái quan trọng nhất trong cái đợt ra quân 7 ngày thực hiện cái quyết định 2788 của thành phố. Vì chọn ra, phát hiện ra những cái F0 để bóc ra khỏi cộng đồng, để làm sạch địa bàn. Qua cái xét nghiệm thì có rất nhiều cái F0 phát hiện. Như ngày hôm qua là chúng tôi có 30 ca là phá kỷ lục. Mà hiện nay chúng tôi tiến hành phong tỏa, rồi xét nghiệm diện rộng và đưa cách ly, kể như chữa bệnh. Sau khi kết thúc đợt 1, công tác lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình sẽ bắt đầu đợt 2 từ ngày 19 đến 21 tháng 8. Tổng số người xét nghiệm trong đợt cao điểm 7 ngày tạm dừng mọi hoạt động lần này dự kiến là khoảng 600.000 người. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang tận dụng 9 labo để xét nghiệm và thiết bị của cơ sở tư nhân. Để thực hiện theo tinh thần mẫu gộp thì có thể xét nghiệm 100.000 mẫu một ngày. Sáng nay, phường Nại Hiên Đông phối hợp với Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tổ chức lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho toàn bộ người dân tại các khu dân cư trên địa bàn. Cụ thể, các lực lượng y tế đã triển khai lấy mẫu tại 29 điểm trên 19 khu dân cư của phường Nại Hiên Đông. Đây là đợt xét nghiệm thứ hai theo quy định xét nghiệm 3 ngày một lần. Kể từ khi thành phố thực hiện 7 ngày giãn cách theo chủ trương ai ở đâu thì ở đó, công tác lấy mẫu được triển khai nhanh gọn, đảm bảo giãn cách và an toàn theo quy trình phòng chống dịch. Trong những ngày tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để tách hết F0 ra khỏi cộng đồng.